5 ngàn rồi chứ, em vô phòng muốn làm gì thì làm. Trời ơi, ổng Việt Kiều Mỹ mà. Cái gì mà nói vậy? Ổng Việt Kiều Mỹ mà làm quá ông sợ anh này. Má nó đẹp trai gãy mẹ luôn á. Chưa biết qua bển hùng mà anh nữa. Thôi má kia không chưa có hùng anh bà. Ơi lâu đài tình nãy đó ơi, chắc không có trên trần gian. Anh ơi lâu đài tình nãy đó chắc không có trên trần gian. Em đưa anh vào viền cắn cắn. Mày có chăm lâu đài tình nãy sau lưng không? Lát đưa vô lại chợ đẩy kìa. Trời ơi má kia công kêu con dắt nó vô chị vậy. Vậy yêu anh, em dắt anh lên lầu 7. Lên lầu 7 hai đứa mình hãy hãy. Anh yêu anh, em dắt lên chợ dãy hai đứa mình hãy hãy con số 7. Con số 7 à. Mấy má đi đợi đi đi nhà. Em đi đợi đi đi nhà mắt tùng mắt đại lắm. Ủa đái trong quần luôn á. Đi đái đi. Canh nữa kìa. Cổ này mà cầm gì vậy? Đây nè tiền thấy gì kìa. Cái này là giấy dò. Không tiền thấy gì nè, kẹp trong tay nè, không bỏ túi đi. Mà sao không bỏ túi đi, hồi bà quên bà bỏ nữa. Chút. Nhớ em không? Ăn lẹ đi má, khuya rồi đó, chạy dậy với ống cửa. Ăn lẹ đi về với em nè. Ăn lẹ đi về với em. Mền gối em giặt sạch rồi đó. Mền gối em giặt rồi đó. Đêm nay ai đưa em về? Tối nay cà đéo cho mẹ nhò đâu nha. Trời ơi. Tối nay tao đéo cho mẹ nhò đâu nha. Ê, du khoai du nao mày khách bu vô nè. Mẹ này cái gì vậy trời? Du trai du phai anh phai du nao. Thôi nó khách bu này là. Má ơi, má nói tùm lum tùm la. Anh nhớ em không? Áo đèn. Má ơi bị gì vậy? Bụng đầu đen cái gì tôi nặng cho. Thì giờ anh ơi, về chạy dãy thăm mẹ. Trời mưa kìa, bà hát bài nào có dưới mưa đi. Thôi mưa ướt nó đi, nó ngồi dán chèo. Ngày sao mưa dông đi. Mưa bụi đi. Mưa bụi đi. Mưa bụi nhạt nhòa thôi hết. Bạn gì? Mưa thì hát sao? Mưa mùi mưa gà mưa hết tình em. Chiều nay anh với em nếp bên em đang trú mưa. Nhớ không? Chạy. Mưa lẹ lên mẹ đứng dậy. Chạy đi. Vô trong đi mấy anh ơi, vô trong. Trời ơi, đeo cộng chuyện đẹp trai quá trời. Anh ơi, cái vỏ. Đưa em giữ cái vỏ cho anh cho. Đưa em giữ cái vỏ cho anh cho. Rồi anh đưa cái nỏ cho em. Thôi, đủ má bắt hút thì kè. Đây, ngồi đâu mà không? Vô trong đi, vô trong ngoài nó mua nè. Vô trong bà đẹp ơi, vô trong, vô trong. Con mày đẹp quá à. Mẹ nó dép nè. Đưa cho cái thằng giáp đi. Giáp rồi. Mẹ giữ giữ dép bà đi anh. Rồi anh giáp nó đừng có đâu rồi. Nay con quên đem máu mưa rồi đó. Trời ơi anh đẹp trai Việt Kiều. Đâu ai? Ai? Để quay nè, quay cái chị bên đây nè. Quay mấy mé này nè. Đó, quay từ vòng này. Vô đây ngồi kế chị đẹp nè, chết. Nè anh này đẹp trai nè cô Hương. Trời, cái đít anh bự quá. Hello, xin chào. Khạch kha la la la. Có bé giấy số không? Hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Mua chín đặc biệt luôn á. Mua hết rồi. Cho chụp tấm hình ra. Rồi, chụp lên. Hey. Quá đẹp. Quá đẹp. Rồi, chụp đi, chụp về cho chị. Chụp rồi. Chụp đây mới chịu.
Hey. Hey. Rồi chụp về. Anh nào không đủ ngồi đôi đi. Ngồi đôi đại đi. Ủa Minh Tiết đâu rồi? Còn có hai chị vậy? Chị Minh Tiết với Đông Đông đâu? Đẹp quá trời. Cảm ơn nha. Mời có tiền cắm bệnh rồi đó. Cảm ơn nha. Cặp tha lại la 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 nha. Mốt nhớ ra đây chơi nha. Ở Đài Loan lận. Vui chưa? Má nói lời này nào không coi gì hết trơn kìa. Ở Mỹ về đây ủng hộ đó. Mỹ nhiều lắm, qua đây nhiều lắm. Tháng này qua đâu đây đâu con nói con. Con nói con. À. Đi kêu Mỹ. Đẹp quá ha, trắng quá trời. Hey, hay cho em 5,000 rồi dắt em vô phòng muốn làm gì thì làm. Trời ơi, ổng Việt Kiều Mỹ má. Cái gì mà nói gì? Ổng Việt Kiều Mỹ mà làm quá ổng sợ anh này nè. Má này ai cũng Việt Kiều, quá chán dễ sợ luôn á. Mà biết ai đâu? Việt Kiều. Bây giờ mà ổng biết ai hả? Tôi cũng đâu biết ai đâu. Trả tiền cái chiên chiên nè. Ủa nhiêu rồi? 100,000 phải là 400 chiên. Đưa bản này nè. Trời ơi, bị đê quên phong đưa đi. Đi nước nha. Rồi đi ra đây mà đứng cái chỗ mà xin người ta ăn gì vậy? Ăn gì đâu. Mà xin ăn gì vậy? Ăn gì đâu mà. Bà hả ông ra mà bà ăn gì trong miệng vậy? Đâu ăn gì đâu. Anh Việt kêu. Có ai nè. Lòng này đã ngốc trống từ lâu. Cô gái Trung Hoa. Cô gái Trung Hoa nè. Thả nhìn cuốn gì ta mẹ thấy cuộc che. Cuốn nỉ lệ, cuốn nỉ hồi xòi. Mã nỉ chi ta. Lấy cái túi này của bảo hoài. Mày mua cái bóp này đuổi thần kỳ đu game on. Này đẹp nè, má mua cuốn nhỏ quá, bầu bự quá. Cuốn giống chị nè, bầu bự hơn, bả mua nhỏ quá, không đủ đồ. Vậy mai mua túi bự đi. Mai mua túi bự được chị ba. Nè, bự giống vậy nè, ngõ nè. Con của con. Ở nhà có. Ngồi đi. Mới không có ra được. Mốt ra. Bà đi chùa hả? Không phải đi chùa, ngày mai có việc. Trời ơi, chết. Ngày mai không ra. Trời ơi là trời. Từ lâu em chỉ xem chúng ta như hai chị em. Nhưng trong thâm tâm không biết ai là chị là em. Từ lâu nay mình đã sẽ chia nhau bao buồn vui. Em sợ mình không có ngày mai. Nhưng lúc em vui đùa cùng anh kể biết bao câu chuyện tình yêu. Nói kêu về mà cũng kêu về. Mua đó nhả rồi nè. Ai vậy? Đâu về đâu mà. Đâu có về đâu. Anh kêu về. Tao kêu về, tao. Nhưng mà giờ về hay là không về? Về. Về mưa lấy gì về? Tắm mưa, trong cơn mưa. Má mưa bệnh giờ. Trời bệnh đó má. Bà lớn tuổi mà tắm mưa không được đâu. Chút tôi vô lấy nước tôi tắm với bà đồ ướt bà về. Không. À, chút lấy xà bông bên đây tắm nè, ướt đồ về thay. Chứ không có tắm mưa. Minh Tiết kìa. Kìa, Minh Tiết nè, Minh Tiết nè mấy anh ơi. Minh Tiết hát cho tôi với Việt Kiều ngoài cái bài. Rồi, Minh Tiết nè mọi người ơi. Hát hay lắm á. Minh Tiết qua sau lưng gì chất đứng nè. Đó, đây là con gái ruột của Minh Tiết á. Làm gì làm cũng hay, Minh Tiết đẹp hết á. Bỏ vô đi em. Đây Minh Tiết, ngồi đi Tiết. Em đứng qua sau lưng, ngồi đi. Trời ơi, mệt quá trời luôn á. Quá nổi quá. Quá đẹp không? Dễ thương không? Quá nổi. Quá nổi luôn. Ôi em Minh Tiết. À, nói nghe nè. Bây giờ thích Minh Tiết hay thích ở đây nè? Thu Phương với Minh Tiết ai đẹp? Thích Minh Tiết hay thích ở đây? Đây đẹp hơn. Nếu mà cho chọn, chọn ai? Vậy là chọn ai? Chọn Thu Phương với chọn Minh Tiết, chọn ai? Chọn Minh Tiết chứ, ngồi dạy chọn nó, nó bỏ đi rồi. Nghe chưa? Năm phút về mà buồn lắm. Nó nói là buồn từ chiến áo năm nào gánh đôi bờ dài.
chị hai thương ông trong hoài bóng con đò xưa. Thấy người xưa kia gặp không ai, vui lòng chị hai cười tét gúng. Bà buồn á, bà đang lên dừng á. Bây giờ bà chọn Minh Tý đúng không? Rồi ok, bà ghi nhận nha. Bây giờ bà nhìn trước máy quay đi. Bà nói tôi là Trần Thị Chức. Tôi là Trần Thị Chức. Nhà ở Hồ Thị Đỉ. Nhà Hồ Thị Kỷ. Không phải Hồ Thị Đỉ. Không phải Hồ. Không phải gì. Thì tôi xin hứa tôi sẽ chọn Minh Tiết. Tôi xin hứa tôi chọn Minh Tiết. Cho dù sau này, cho dù sau này Tu Phương nó có làm lỗi với tôi sẽ không quay về với nó. Nó có làm lỗi với tôi, bây giờ tôi không quay với nó, nó bỏ tôi đi hoài. Ủa con đi kiếm tiền mà mẹ. Tao cũng đi kiếm tiền. Ờ, mỗi người một cuộc sống, mẹ phải hiểu cho con chứ. Con đi đi, con cũng về chứ mẹ mà. Tao sắp sửa đuôi rồi đó, tao đi xin ăn. Thôi mà mẹ. Mẹ. Bà này xin tiền chích cho tôi nè. Đừng mà mẹ. Đừng mà cái tay dịnh ra tiền của Đài Lây. Đừng bỏ con mẹ. Kìa chồng con rồi mẹ. Nặng quá chết rồi. Quang bóp vai cho mẹ đi Quang. Hôm nay mẹ vô mánh đó Quang. Bóp vai cho mẹ đi. Vô mà tốn hết 5 tờ câu cỡ. Đau cái này bầm. Ơi cho mẹ đi Quang. Luôn dạ. Ai ta bầm, đừng có bầm lại. Ủa? Lấy máu á. Dở tay lên vậy nè, cho máu nó chạy vô luôn không. À, ông tay bầm á, thôi đừng có vô tay cao quá. Tay bầm là cái vỏ ra đi. Không, cái tay bầm là phải bầm. Tay bầm là phải đọc chị đọc á, cái tay bên đây bầm đúng không? Đưa cái chân này lên. Thiệt, lấy đọc chị đọc á, đưa chân lên. Lắc hoài vậy. Ngủ hả? Vậy. Trời ơi. Thôi giờ Minh Tý hát tặng cho cô trước bài đi nè. Rồi muốn nghe bài gì? Muốn nghe kiếp bài gì? Kiếp tầm ca đi. Thôi kiếp tầm ca vụ gì? Lễ gì vậy trời? Không. Bài đó hay. Khổ không? Khổ hả? Theo ý thích của cô trước đi. Rồi ý thích rồi. Hát bản gì hay hay vậy? Hát bản gì hay? Bà thích nhạc sôi động hay là nhạc bolero? Nhạc sôi động. Sôi động tiếng ơi. Thôi gọi tới luôn đi. Hãy đến hay đến với nhau đêm này. Hãy cất tiếng ca trời đời mới say. Đừng ơi đừng nhớ. Hãy đến vui nhạc với nhau đêm này. Hãy cất tiếng ca trời đời mới say. Giật chân rộn rã rộn rã rộn rã. Hãy cứ bước đến với Lan Quế Phường. Lan Quế Phường. Chớ buồn, chớ buồn. Phổi sầu, phổi sầu. Hát hay không? Nãy không biết đâu. Hát hay không nãy mày? Không biết đâu. Yêu mãi anh thôi. Không sao. Ê, chờ hơi dâu, chờ hơi dâu. Vẫn mãi chào anh, mãi chào anh. Đó hay không? Thôi không nghe câu nãy hát ngoài gì. Thôi vậy trước hát bài này đi. Sáng má cho 5.000, chiều má cho 5.000 nữa là 10.000. Hát bài đó đi. Không, hát bài đó. Mỗi bài hát bài đó mà mất 20 đó, mày nhớ không? Biết bài cao sản chi năm. Ờ. Là bài gì? Vậy con ngủ vậy trời. Đó hát hay không người. Tiếng hòa đó. Tiếng hòa. Chúng qua đó hay không? Hey 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 hey. Hey. Hey này cái cô chứ. Cô chứ. Thấy chưa? Đẹp, đang quay rồi. Vui lên, bà phải vui lên. Múa đi. Tại đàn đàn, tại đàn nào? Hay không? Vui lên.
lên cho cuộc đời mình. Hết buồn ngủ rồi. Hãy vui lên vì cuộc đời cho phép. Hát bài đó đi. Tự nhiên lắc đầu rồi vậy trời, tự nhiên ba này má này ba hồi buồn, ba hồi vui là cái gì vậy trời? Buồn ngủ hả? Rửa mặt nha. Quang ơi lấy cái khăn lạnh Quang ơi. Tắm cho mẹ đi, mẹ buồn ngủ kìa. Tự nhiên ba hồi buồn, ba hồi vui, má nó không biết nắng mưa khúc nào luôn á trời. Nắng mưa là chuyện của trời. Ai nhập vậy? Rồi rồi, đã mặc được đây đây. Thằng lo hoài như cái gì kìa. Lão đại đi. Ngủ má mày khăn lo bà cái gì. Bây giờ tôi ngủ rồi, bây giờ sao? Dạ đây tắm. Tỉnh chưa? Rồi. Tỉnh chưa? Rồi. Nói tôi tin tin chừng thì chết. Tôi tin chừng thì chết. Tỉnh rồi. Tôi tỉnh rồi. Rồi, rồi vui lên. Rồi bà buồn lấy khăn lau bàn lau mặt ở nhà. Rồi hát đi, hát đi. Bà sợ cái khăn đó, khăn lau bàn á, bà tỉnh. Ôi, nhớ không? Ai vậy má? Đạo bà nói chuyện với Dông hả? Dông đâu có. Tự nhiên thấy có ai đâu, tự nhiên ngơi nhớ không? Thôi kêu nãy giờ nhiều. Ra chơi gì kiều tao đi tụi dẹp. Nè mấy chị nè, nãy mua dép nè. Rồi ngồi lâu rồi. Giờ ra chơi ổng đi gần về rồi. Phải không? Về ra. Mệt rồi ha, vô viên.